Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thuận thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về thương của số lớn nhất có 3 chữ số với số 3. Thương là phép chia. Thương là phép chia. Được chưa? Phép chia. Số lớn nhất có 3 chữ số với số 3. Thì bước đầu tiên mình nói về số 3 chữ số nè. Sau đó mình tìm số lớn nhất có 3 chữ số, sau đó mình làm phép chia số đó với số 3. Thì ví dụ về số có 3 chữ số, ví dụ 103. Thì số này gọi là số có 3 chữ số. Nhớ đây mình nói về số tự nhiên nha các bạn. Thì cách 1 đó là đếm. Thì các bạn đếm từ phải sang trái giúp mình, từ tay phải sang tay trái. Được chưa? Bắt đầu đếm 1, 2, 3. Cách 2 thì các bạn dựa vào số hàng của nó, dựa vào số hàng của nó, cũng từ tay phải sang tay trái. Thì số thứ nhất người ta gọi là hàng đơn vị, thuộc hàng đơn vị. Số thứ hai thuộc hàng chục. Số thứ ba thuộc hàng trăm. Ok chưa? Vậy số có 3 chữ số phải đảm bảo gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, và hàng trăm. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tìm số lớn nhất có 3 chữ số thì gồm có hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Và các bạn biết rằng mọi con số trên thế gian này đều được tạo bởi không nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4. Năm, sáu, bảy, tám và chín. Và cái dãy số này được sắp xếp theo chiều tăng dần. Ý nói số 0 chính là số bé nhất, số 9 chính là số lớn nhất. Ok chưa? Vậy để tìm số lớn nhất có 3 chữ số thì các bạn làm hàng trăm trước với mình, sau đó hàng chục, hàng đơn vị. Số lớn nhất trong cái dãy số này chính là số 9. Số lớn nhất trong dãy số này là số 9. Số lớn nhất trong dãy số này chính là số 9. Ok chưa? Vậy số lớn nhất có 3 chữ số là 999. Vậy mình làm phép chia 999 chia 3. Nếu bạn nào học lớp cao hơn thì chia 3 có thể viết dạng phân số, đó là 999 phần 3. Rồi, để chia lẻ thì các bạn thấy rằng 9 chia 3 được mấy à? Được 3. 9 chia 3 được mấy à? Được 3. 9 chia 3 được mấy à? Được 3. Vậy kết quả sẽ ra là 3. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment cho mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.